Nhưng bự. Gì? Hello cả nhà. Dạ, hello cả nhà. Dạ, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Bồi Phong TV. Dạ, hôm nay ba gương mặt chai lì đi vô đồng tiếp nha nhà. Thì bữa nay em sẽ có mình anh mặt mày chai lì. Dạ, nói chung là mấy anh em bữa nay sẽ đi cuộc sống dạ, đi câu lương bữa nha cả nhà. Sẵn có lương thì mình về mình làm cái lẩu lương luôn nha cả nhà mình ơi. Dạ, bây giờ có đây em chú hai chú tư nhọn và chú cháu đi tiếp nữa nha. Thì ở nhà xem một ngày đi câu lương của mấy anh em sao nha nha. Dạ, mời ở nhà theo anh em nha. Không muốn mở luôn. Rồi không ngủ. Thì đi chưa ngủ nha. Thì chưa giờ này ngủ hết sảy luôn. Đúng rồi. Ăn nè, mới thấy luôn là nè, ăn nè, ăn kéo nữa cả nhà. Giờ anh sẽ kéo lên nha. Nãm cho anh. Vừa vừa. Rồi, dục luôn không? Dục luôn không? Có chỗ không? Hết rồi. Đi giá đã chưa? Nó đắt lên, lỡ nhà nó lỡ nhà ra xong rồi đâu có lỡ nhà. Dạ. Lượng này cũng bị vừa thôi nha. Anh em sẽ nó lú đầu lên phải không? Ừ. Lú đầu mà. Nhỏ xíu. Thôi lỡ rồi mở hàng thôi em lụm nó luôn đi. Bắt nó mở hàng rồi. Cái hang này có nè nghe mấy anh em. Nhưng mà có một cái mà không biết nó ăn không không. Nước có lên xuống rồi. Đó. Dính. Dính là chắc lưng nhỏ nữa. Bự hơn con nãy. Con thứ hai nha cả nhà. Em đã lập hết chết hai phát rồi đó. Không mà con không dính con nào là em không cho nó ăn luôn nha cả nhà. Lưỡi bự ăn nha cái này. Để em đợi cho nó nuốt chút xíu nha nè. Thì trời mất cái dây thừa thường. Chính là chính nhỏ. Bự. Gì? Bự như thế nào? Hả? Bự này ngon nha các bạn ơi. Thấy không em nói mà. Tại con trùng nhỏ nó không ăn. Nên em thay con trùng bự chút xíu là nó bắt hơi cả nhà. Nói chung là
hồi nay cũng nói chung là ừ, khá là bự nha nha. Ok rồi, đã em nãy nó dính mép trên em sợ nó chuột đó. Rồi ai em rồi trong dưới cấu đâu nhỏ đây đây, đây. Đó. Ok nha, đi tím cái hàng tiếp theo nha nha, được ba em mà chặt không nhỏ ba em rồi đó cả nhà ơi, cũng im rồi đó. Thôi anh em đi tiếp kiếm thêm vài con nữa cho đủ nầu canh chua nầu lẩu nha cả nhà. Dạ mở nhà đi thêm mấy em nha. Dính cân bự không ơi, bự cân bự vượt luôn, vượt rồi dính luôn. Tôi này cũng vừa không bự, nó làm nhìn thấy ghê lắm, làm tưởng ông luôn bự không à, lên tim bận bận vậy. Ai dạ có bị lớn rồi, cầm chồng đi đâu dữ vậy. Đây là em nha cả nhà, con thứ ba nha. Thấy ngon câu không, câu con bự gì chứ ba con em nhập lại chắc cũng cỡ con bự. Ông ơi đưa mọi cái ông ơi, ông đi kìa. Huy một em nữa nha cả nhà, quá dữ rồi. Đi thôi, đi gật tiếp bớt, gật tiếp bớt. Ôi trời, được 5 số con nghe cả nhà. Đó, ê ê mà đó nhỏ ư, giống ư. Quá đã cả nhà ơi. Hé đâu nhà nha. Dạ thì nãy giờ em đi câu là đi nguyên buổi trưa luôn. Là được có 5 em lươn nha cả nhà. Cũng thấy lươn thì cũng vừa ăn ở cả nhà. Có con bự mà còn 4 em này nhỏ nhỏ. Thì anh em sẽ làm một cái lẩu lươn luôn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ đi làm lươn. Với mấy cái gạo này nãy giờ em cũng lặt xong hết trơn nhưng mà chưa rửa, xíu nữa em rửa nha cả nhà. À, thì giờ em sẽ đi làm mấy lươn này. Đó nó mình làm cái lẩu thì nha cả nhà ơi. Thank you.
hello nha, chào mừng cả nhà đã quay trở lại trên Hoài Phong TV nha. Dạ, cuối cùng thì mấy anh em cũng đã về tới nhà nghe cả nhà. Dạ thì nhưng mà em không có đi nghe cả nhà, em ngồi ở nhà em hưởng thành quả. Dạ thì nãy giờ cũng đã nấu xong hết rồi nha cả nhà ơi. Cái này mới thả vô chút xíu chút đỉnh thôi, tại em bật lên thì sôi thì ăn thì em đổ vô từ từ nha cả nhà cho nó ngon, chứ để vô thì nó gục hết. Dạ thì giờ mời cả nhà mình thưởng thức cái món mà xếp ở đây chú Lộc đi đi cho nó thưởng thức em món lẩu lương nha cả nhà. Vô vô ăn đi mà đợi vô chín xíu thôi cả nhà chứ đi, tại mới thả vô cho miếng cua cay mình uống nước nhanh nhạt chứ đi. Ủa ly nhọn đâu, uống không? Không được đúng không? Uống ồ nè, đổ rót giùm đi. Bị gì vậy? Em nói chuyện không nổi chị. Đau họng rồi, tại vì đổi gió rồi cả nhà. Đổi gió rồi cả nhà. Ủa đây nè em. Dạ em mời cả nhà. Nói chuyện không nổi thì nhà đi, cũng lại đi ăn nữa. Cố nổi. Ăn nổi. Chưa, đi theo quay vậy được rồi, đi đi lại nữa. Lương bự này em chỉ lỗ câu á. Ừ đấy ham đẹp quê ơi, ơi. Thấy thèm quá. Mình thả đồ bỏ vô đi, ớt với mình để thứ miếng vô đi. Để vừa thôi nha, để đầy quá nó tràn ra ngoài. Đây cái nồi mình để nồi nhỏ thôi vừa ăn. Đấy cả nhà. Đây đó, để mới ra muốn đồng vô. Hết sức ngon rồi cả nhà ơi. Ít thôi đây gọi được rồi. Chưa ăn biết ngon. Bỏ ta phải tự tin lên. Mình đã dòm mà thấy thèm mà không lẽ không ngon. Tại mày đói bụng á. Ê cái cậu con nhút sao vậy ta? Tại mày không cắt. Ai lặt được. Nãy chưa có ngắt làm hai nữa. Thì giờ ngắt đi. Để vậy đi chút xíu chín nó quẹo lên rồi. Ừ. Có không? Tao đâu ăn đâu nhút đâu sợ. Gì không? Rồi thì vô. Thì tao không ăn, tao nói tao không ăn. Ok ok. Hôm nay già. Dạ. Tao có đâu, tại nó không được ngon đó. Dạ. Ủa cái nội này sao không chuyện không trước không chổi hoài trời. Không ăn thì đi mua mì cho người ta đi nằm đó. Bún mẹ không có nội. Tôi không thích ăn bún. Trời trời ơi, ăn bún ơi. Chướng ơi. Ăn bún vậy ơi. Nãy tôi rồi ăn mì rồi, ông đi cố tình đi mua bún. Chứ còn ghé chợ sẵn rồi. Dạ không có bán mì gì. Mì hữu hảo vậy. Hay là mì tương. Mì nào cũng được, có mì là được rồi. Trời ơi trời, nói chung là ông anh hai ổng kêu vô quay không chịu quay cả nhà. Nó bị sình bụng rồi, nó không chịu vô ăn. Cái này biết sao không? Tại vô đây á, ổng chỉ ăn được cái này thôi nè. Còn rau này là ổng không ăn được cái gì hết trơn á. Anh sợ không mọi anh em? Kêu vô ăn đi cũng không, thôi tao không ăn đâu. Đó cả nhà. Thì kêu nãy giờ cũng không chịu luôn. Ăn rau được á, ăn rau vô là ói. Anh ăn rau anh nói. Mà sao mày toàn là rau là nhiều. Cả nhà. Rồi bây giờ là... Còn bún á. Rồi mình lấy miếng bún đi cả nhà. Ăn miếng bún đi. Ăn miếng bún đó, mình ăn trước giờ này. Rồi đi qua anh kia. Nè, tô này của mình. Tràn vô tô luôn vậy. Tràn vô đó. Hậu rồi đó. Lên lửa lớn đi chú mày. Lửa lớn tràn. Không mày không biết bỏ giá xuống mày bật lửa lên. Thì sẵn không có mở tay đâu chờ. Làm nấu ơi. Đưa vô. Hầu nữa. Thôi sao rồi, tao gặp ông chú hai tao gặp thêm mày nữa. Nhắm mắt lại đi mày khỏi gặp. Rồi ok. Rồi chưa? Thì em cũng làm một miếng luôn nha cả nhà ơi. Biết rồi, khỏi giới thiệu mày ơi. Khô khô nước. Rồi. Kêu nó mua mì á thì nó sợ mì hút nước. Em mời cả nhà nha. Còn nó ăn bún nó đậu trang. Thì em nấu cái nồi này nó hơi nhỏ, tại vì thấy cũng ít trâu được có 5-6 lương rồi cả nhà, chứ không có nhiều. Thì anh em thì chia sớt đi. Mệt quá. Có dặn đó đi chú. Ơi trời. Mình ăn đồ bỏ đi, chứ đừng có ăn. Dạ, hãy mở cái nhà nha cả nhà. Để lương nó tôi mưa. Mưa ngồi cái chấm một miếng mà được giảm mở cái nhà nha cả nhà ơi. Còn hơi nóng đúng không? Húp vô. Nóng. Hồi bữa bỏ. Cả nhà nha. Mở cả nhà miếng nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày gần cuối tuần vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay gần cuối rồi ha. Không có đồng, bữa nay thứ sáu. Thứ sáu. Gần cuối rồi. Rồi tới chị hai ơi. Không ăn lương vô mì đi. Ừ. Không ăn lương vô mày. Đây. Vô mày đó chạy, vô nay chiều trễ rồi. Anh em không chịu ăn hết trơn á. Làm gì mấy người tao vui lắm. Nhưng mà nhà ơi.
con lươn dư. Dạ. Rồi. Em mở ở nhà mình ăn với một con lươn nha cả nhà. Khai pháo đầu tiên liền. Khai pháo được mới được. Chứ lươn đồng. Lươn đồng em đi câu hồi chiều đó cả nhà. Chiều. Hồi trưa. Đi với chú hai với đứa nhỏ. Thì cuối cùng thành quả thì là mới nấu lươn. Quá ngon. Em mở ở nhà nha. Lươn lươn thì say. Lươn thả dư á. Mình ăn cho hết lươn trong này đi rồi mình thả lươn nó vô để thôi nó gấp chân lươn sống nữa. Ừ. Tâm lươn sống lươn chín thì gấp vô cái biết liền. Ừ. Đâu rồi, có thấy đâu rồi. Dư á. Đâu rồi cậu ơi. Bên này không? Nè. Nó chơi vô đi chứ. Nè. Quá ngon rồi trời ơi. Nè. Em mà cái nhà con lươn nha. Ý lộn khúc à. Khúc lươn. Không đặt khúc hết trơn rồi. Không dám để nguyên con. Nhìn ngon cả nhà. Sợ mau hết. Bố nội hơn. Cái này nó quét dữ lắm. Rất là béo luôn nha. Nè, ta ăn mì, ta ăn gì nè, mà nó rút nước nè, có miếng nước nào đâu. Vậy hả chú? Ủa, vậy chú, sao lấy hay vậy? Đồ đổi quá nhiều rồi, ăn đi anh em ơi, nhờ tình em ơi, quá ngon rồi đó. Thôi mà cả nhà dùng với em miếng mì nha. Nhỏ gấp lươn đi, người gấp miếng lươn đi, ăn mà thả cái lươn kia vô, cho nó xong. Ăn đi mẹ cả nhà ơi. Ừ. Em mời cả nhà ăn với em một con lươn nghe cả nhà. Lươn cha ba luôn anh chị. Ừ. Quá béo. Mời cả nhà nha. Để không biết ăn lươn. Với lại không biết ăn rau nữa tám ơi. Không biết ăn rau nữa. Ngon cả nhà. Chào mừng cái gì ăn. Ừ. Ừ. Em mời cả nhà nữa nha cả nhà. Ừ. Còn chưa hết lương cho mày chưa? Mình còn mới vô. Còn kìa. Còn. Còn khúc đó. Còn đâu mà còn. Không còn thả vô. Ê. Đây. Thả mấy lương thả bên nha. Đã hết luôn cái bột luôn đi. Ừ. Vậy đi. Ok. Rồi đầu đá lửa bên đi. Để lên lửa coi. Đó. Lên lửa là quá đạn rồi. Đường quá lương rồi nhà ơi. Giùm ngon một cái nha. Anh thả đó, thả mấy cái bạc hà nè. Sao chú Hai không biết ăn con nhút hả chú Hai? Dạ, để thả con nhút đi hết luôn đi. Con nhút này nói chung biết ăn ngon lắm. Thơm thơm. Thì chắc cộng này không phải cộng con nhút thôi. Rồi mong tét cho hết luôn đi. Thì bẻ đi, có con tay cầm cái dĩa người tay sao bẻ. Hôm nãy nó bỏ cái dĩa xuống dưới luôn cái gì. Trộn úp luôn dĩa vô luôn. Đây, bỏ mấy cái ngó sen vô nè. Rồi mình chơi cái một cho hết luôn đi. Ừ. Đây. Đó. Cái này nó gục xuống là nó góp lại chân à. Bỏ ngồi vô nè. Rồi đó. Bá phát luôn, bá cháy bù chét luôn. Chưa đâu. Mới xỉn về tắm rửa luôn đi. Tắm rửa đi, ngày nay cũng chẳng dạng luôn rồi. Vui mình rồi đó. Rồi bạn diễn là bất cười lắm bà nhà ơi, không ăn rau được. Rau hả? Nhớ vô anh ăn, anh nói nào vậy chứ. Ăn vô lạnh nói. Rồi vô một khúc vô con miếng cậu. Mày nhớ đã ăn ngũ cứu không? Anh ăn thịt không à? Mọi đồ gỗ đăng. Ừ. Đúng rồi. Không, đợt gửi cuốn là có nói rồi. Ai nhớ gói thịt không mà không lẽ giờ cứ anh cuốn rồi. Ừ. Ta gói có một cuốn một có, kêu gói thịt xong có, rồi. Có một cuốn bự bệnh kia ở nhà mà gói thịt không sao gói được. Dạ. Ừ. Con miếng cu câu la. Đó là. Ờ cái gì? Mà bị nói lớn lên mày. Ừ không rồi, tớ không chuyện rồi. Gắn đi tối nay ngậm hai viên thuốc ho là hết rồi. Giờ tôi ngậm cái viên paracetamol đó. Còn miếng bún ai. Ăn cái bún đó cả nhà ơi. Không ảnh đậu bún rồi. Đợi tôi. Thôi luôn đi. Bự lắm tờ. Để... Bự lắm giá bộ nữa. Bự. Đúng rồi, bởi vậy kêu mau mì đâu có chịu mau. Ừ chú Hai không kịp quá. Không kịp. Hồi nãy ông không chịu ông chạy đi đi.
Người ta chạy đi người ta mua cho đã rồi. Sẵn chi chợ thì ghé nó một đống tiệm tạp hóa luôn. Ôi là chợ có nhiêu nó cũng nó hoài, vô nãy giờ nó hai ba lần rồi. Mới hai lần à, chưa tới ba. Chuẩn bị chút xíu nói lần thứ ba là gấp chén nữa đi. Ở đây đúng không? Rồi. Mới thấy vườn ba xứ găng rồi đó. Chỉ bán gì vậy? Để con Trăng vô một miếng mới được. Trăng đi co. Trăng đi co. Trăng đi. Trăng cho ba nó đi rồi mày lấy cái đầu mày ăn luôn. Dạ, đó, vườn ba có ý kiến hay không? Hay quá, vườn ba, vườn ba đúng là vườn ba ruột. Đi co ơi. Để con Trăng vô. Để chú hai không nói. Ăn ăn đồ ổi lẹ lên em, để nước nó còn nổi lên cái để tôi rút nước hết trơn. Chứ hai không nói tôi nữa. Vậy là nãy là cái này không phải là mày rút nước đâu rồi. Nó búng nó rút hết hơn rồi trời. Tại nãy em nói lộn rồi. Nãy giờ mới bốn dao giữ à. Ừ. Hai chén bốn dao giữ. Đúng rồi, xoay gì? Nãy giờ em ăn hai chén chưa có giá nước nào hết trơn. Xoay gì? Điếm giờ mà. Điếm chân mày mà. Ừ. Cho nhiều nhiều vô đi. Ok không nhậu? Mình cái lẩu lương này thấy đặc sắc không nhậu? Cứ đã rồi. Cả nhà miếng rau nha cả nhà. Ok, nhìn rau hấp dẫn. Bạn xây thì bạn ăn rau nhiều. Vậy mà có thằng nó không biết ăn rau tội nghiệp nữa. Ấy cũng mắc cờ. Dạ em ở nhà nha nhà ơi. Nói chung là xây hai nhà, ở nhà xây xỉn nhưng mà xây là ăn rau giùm xỉn luôn đó. Ăn rau nhiều. Ăn rau nhiều vậy đây. Ừ. Nói gì? Thì mày nói mà ăn biết ăn rau nhiều. Biến rau nhiều tốt cái gì? Rồi em ở nhà. Biến lương nha nhà. Nhiều nhiều, nhiều đi mấy em ơi. Quá trời rồi. Em ở nhà quá. Dùng bao nó chuyện ác. Hay lờ đó. Dùng ba chị không biết trời. Hết cú. Chén này hết cú. Quá hay cho dưỡng ba. Mày không con à, không con còn chấm bún mà, bún này nhóc mà. Ăn miếng mì đi trộm trộm. Thôi khỏi đây. Cho nó cúng nước đồ. Cúng nước gì, ăn tao mày vô không nói tao nữa đó. À, tao không bún tao chăn nước mà mày nói rồi, nãy tao mua mì. Ô, nó mày ăn bún này mày ăn đi, đừng ăn mì tao mua. Ê, tao không nói tao mờ mày ăn bèo hoài không mày. Ừ. Mì ăn đi, trời mì ngon. Không, 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 con bún rồi. Không ăn mì bún không? À. Thầy gà, gà kẹo nữa ha. Lên 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 cọp. Vậy mới ngon, 8 vào 8. Dương đồng ăn ngon, cái nhà nó béo mỏi dai. Còn con lương nuôi á, cả nhà mua về một cái đi, vừa thả vô cái nồi canh một cái nó gã. Nó gã hết trơn, còn cái còi xương không á. Thấy hơi bột phép thờ đó. Tao cũng còn dính thịt chứ, còn dính miếng à, cái da lưng nó lộn hết trơn, còn chắn nhắt luôn á. Mới thả vô sao mới gã được. Mình thả cũng nấu ông nội mới thả, mới thả anh cái gì. Với lại á, con lương này nãy mình cháy trước nè. Cháy trước nhưng mà nó chỉ săn nó rộng nữa thôi. Kêu câu mấy lương nhỏ á, không chịu. Rồi câu hang bự không à. Nói chung mà mấy ai quê em dễ ăn lắm. Muốn ăn lương là xách cái câu chạy vô đồng mà câu có không. Nhưng mà không hỏi chủ đất trời chút xíu là bị ngược luôn. Không, lương lương thiên nhiên mơ ai mà nuôi. Có ngoài chỗ kia, có ông kia thì ổng không cho câu thôi. Ổng nói lương, ổng nuôi. Có luôn à? Đúng rồi, ổng đâu cho câu đâu. Đúng rồi, con đất ra là của người ta. Trời ơi, đi câu chỉ đi lại những chỗ nào quen thuộc thôi. Ăn xong đi hả nói chuyện. Nhọn. Ai thích cái đuôi, cái đuôi là cái phần ngon nhất của lương đó. Xây vậy làm đuôi thử mới đuôi liền. Vì sao mình gấp mình. Tại vì nó anh biết rồi, nói chuyện luôn. Thua rồi. Cậu thua rồi, sao này. Để mình ngon hơn đuôi. Đi ăn mà bây giờ chắc rồi. Sao mà ăn mà ổng ổng mất bẻ mình từ đi mình tiếc à. Tại vì mình nói những câu mà nó phải phải nói không à. Ngon thật. Đuôi ngon hơn mình. Chính rồi, tao nói tao biết ăn á.
tưởng đâu nói ăn nữa. Dùng anh dặn. Dùng ba mới chuyện ghê lắm tự. Nó còn lãi chí thiệt bộ. Đừng xem bỏ gì nhiều chưa mấy ăn. Còn em à, anh thấy cái mình nó ngon hơn đuôi nha. Tại vì cái mình nó nhiều thịt nó hơn đuôi. Ừ. Em cái nào em nói tuyệt. Ngồi cơm. Rồi lạm lẩu lương ngồi anh em ngồi chung. Ngon thấy không? Thế luôn. Cái này thiếu quá. Cái gì? Thiếu mì nữa kìa. Cái gì hết mì đó hả? Trời ơi. Ủa nhỏ ho nãy mình ta hạn chế ăn mì đi ăn dữ thằng gì? Con chưa ho, chưa ho. Sáng tiếng mà ăn mì mì cho nhiều vô mà chừa cho người ta không? Thả bỏ vô. Còn bỏ kìa. Dụng xe ăn cái đùi tới chèo luôn. Đúng không? Cái đùi khó ăn thịt. Mà nó ăn ngon thịt. À tao nói nó không có thịt. Nó ít thịt. Nó có mấy cái sớ hơi dài thôi chứ nó không có thịt gì trơn á. Gì vậy? Vậy gì đâu? Không quên đuổi tưởng nó vô mặt con luôn rồi. Chắc lấy muỗng ăn quá. Kiếp chuyện rồi nữa ha. Cây muốn mặn mà gió chẳng chịu ngừng. Nè đuôi nè, đuôi ngon nè. Nè, con. Làm mở nhà cái đuôi luôn nha cả nhà. Cái này ngon lắm. Lương đồng vàng nín. Em nghĩ ăn đuôi lương rồi, em chính xác ăn thăng lương. Biết rồi. Em biết rồi. Anh là chờ ác không? Dụ. Ngon ăn mấy đuôi lương rồi? 4 cái đuôi à. Gì? Hai cái đuôi à. Ghê à. Mà hai đuôi lắm trời. Cơm ngay bạn nhỏ bị em đau họng khăn tiếng nha. Ảnh không có nói chuyện. Hỏi cho anh là anh nói à. Cho cố gắng cũng hỏi nó nhiều cho anh trả lời chứ. Chứ bình thường như tép lặng tép lội ha. Ừ. Chứ bình thường đi vắng nó vô đồng câu lưu hả cái bị nó lê lẻ chứ. Nó không sậm chứ á. Anh nói người ta đây ha. Hay nhỏ nha. Ừ. Anh nói người ta anh nói lớn luôn á. Lớn bự này lỗ em chỉ em chị. Lỗ bự, em chỉ lỗ. Thôi đừng có đổi hợp ơi. Dạ em mở hàng á. Thảo chú Hai mở hàng. Chú Hai ông câu được con lươn kia. Rồi tôi mới ông nói ông câu được hai con ông khoe. Ông nói cái này mà ông không câu được lươn không cho nó ăn. Em để em kêu lươn trà nó. Em là phải nói vậy để cho nó động lực nó kiếm hàng câu chứ thôi nó đi khơ khơ không. Rồi hết dứt à. Ăn đi còn lương nhiều lắm anh em ơi, để không nữa. À. Bỏ lại. Bỏ gì trời cũng đi. Bỏ nè, em mời cả nhà miếng nha. Thăng lương. Em là chuyển sang thăng lương hết nha nha. Đó thấy không? Còn mùi thăng nữa kìa. Coi còn nó không. Nè. Đồ ơi. Chị kiếm cục sao đi mà. Ăn đi. Đây nè. Còn mà. Nhỏ ha nhỏ. Còn ơi còn. Đi con. Đừng nhờn nữa. Đâu có. Đó ăn đó. Đi. Rồi ăn thôi không nhờn thôi vậy thôi. Thôi để chén để không cầm cầm phải rớt. Trời ơi là trời ông tính tới đường rớt nữa ông nậu hơn rớt. Cái gì mà không có chỉ ra gấp lên miệng chưa chắc gì vô miệng nữa. Đúng rồi. Ngay rồi năm qua cũng nhỏ rồi. Đúng rồi. Rõ miệng rồi ăn ngay mà lắm ngã ra phải không? Ây trời. Bỏ gì? Bỏ hồn ừ. Nó ngồi bỏ chi? Núp hết từ từ. Được nè. Em nâu rồi đó nha cả nhà. Vô. Vô. Vô cái nhỏ ơi, mình vô cái mình chăm chăm này. Vô. Vô. Hết luôn à. Hết luôn. Mày uống hết chai đó luôn á. Ông nội. Uống vô cái nó tắt tiếng luôn. Sao đâu. Mua hết mày. Gì?
No, em đâu dám ở đâu, em ở villa. Thôi em dám ở đâu. No. Bữa đó con ăn đang con ở xong cái chị phải vô ăn rồi mà ở, ta đang ăn cơm vừa coi mà nghe mấy cha ăn xong mấy cha ở, chứ muốn bỏ ăn gì. Thôi mình hạn chế, nào mình nhớ được mình hạn chế, còn mình không nhớ được thì mình lỡ thôi, có gì đâu. Dạ. Ăn đi chú hai, ăn được ăn đi. Nhọn nghe ăn chưa? Chưa hả nhọn? Tóc mái xuống gì nhọn? Chưa. Đó thấy không sấy còn nè, sấy còn xịt được con lưu nè, ông thằng ơi. Xịt lưu luôn. Đó. Em tưởng là người ta xịt hết rồi, em xịt cũng còn. Nóng. Rớt xuống giò. Thì ra là cái đuôi lươn. Cái đuôi lươn nữa nè. Ăn đi. Không có gấp vào chồng đâu. Thôi em nói rồi đó. Chú hay quá đã. Bữa nào thằng rong này dứt cái đầu mắm cái nữa để chú không? Để lâu dài dài đi chú. Tới bữa rong này để dài để đi Đồng Tháp ăn mắm nè. Ê, rồi nó không mắm nữa. Mắm có cục vàng. No rồi, bắt đầu no cành ông rồi nha. No rồi. Rồi sao rồi, mấy anh em còn bạn Minh Say hả? Bạn Minh Say còn cái lương nữa là xong đó phải không? Ăn đi, thoải mái. Mình đã được chứ nhé. Rồi, làm miếng nước nữa coi. Đây. Trái ớt. Còn gì nữa đâu. Chứ bút lửa đang còn mà. Gì? Bút lửa còn mà không nóng thì được. Yên thì sẽ nói như này mà còn nóng người ta. Rồi chưa nhỏ. Rồi lại chào khán giả cái nè. Nồi. Dạ. Anh em ăn cũng no cả nhà say sưa chưa à? Giờ no. Bún mà ngon ăn hết trơn luôn rồi. Dạ thôi. Em xin dừng clip đây nha cả nhà mình ơi. Hẹn cả nhà mình ở clip tiếp theo. Cả nhà thấy hay thấy văn giả cho tụi em một like và một chia sẻ, nhớ nhấn đăng ký kênh nha nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông khi em ra video mới nha nhà mình ơi. Và cảm ơn cả nhà đã dành hết thời gian để xem hết video em nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn cả nhà ở clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye nhà.